Kính thưa toàn thể đại chúng, tiếp theo chúng con xin được kính gửi đến đại chúng một tin vui vãng sanh nữa, thông qua một lời tri ân của gia đình có người thân vừa mới vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Gia đình chúng con vô cùng tri ân Tam Bảo, ơn Phật Bồ Tát, ơn thầy Diệu Âm đã từ bi chỉ dạy vô cùng tỉ mỉ, vô cùng chính xác về pháp hộ niệm để cứu người lâm chung được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Đặc biệt gia đình chúng con muốn bày tỏ lời tri ân cảm niệm ân đức của đạo tràng Tùy Duyên Hà Nội, đạo tràng Minh Thành Đan Phượng đã tận tâm tận lực hết lòng hộ niệm cho bố thuyết mẹ Hải chúng con trong suốt hơn một năm qua. Từ một người mới biết đến pháp môn Tịnh Độ được gần 3 năm, tu hành chưa hiểu nhiều về Phật pháp, nhưng nhờ các đạo tràng vực dậy tinh thần, thường xuyên củng cố khuyến tấn tu tập, bố mẹ chúng con đã trở thành những người tin sâu nguyện thiết, quyết lòng niệm Phật vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Đặc biệt là những ngày cuối cuộc đời, cả bố và mẹ chúng con lúc mê lúc tỉnh, tỉnh nhiều hơn mê, không ăn được, không uống được gì, nằm liệt trên giường, tay chân không cử động được. Nhưng nhờ sự khuyến tấn túc trực ngày đêm của các đạo tràng, vực dậy tinh thần quyết lòng vãng sanh Tây phương Cực Lạc trong những giờ cuối cùng cho các cụ. Và thật là vi diệu, cả bố và mẹ chúng con đều được vãng sanh vô cùng thù thắng, không thể nghĩ bàn. Cả hai cụ đều ra đi trong tiếng niệm Phật của đạo tràng và gia đình, tinh thần tỉnh táo niệm Phật đến hơi thở cuối cùng, để lại thân tướng mềm mại, tươi hồng, môi đỏ, nét mặt tươi cười, để mấy ngày sau thân thể vẫn mềm nhũn tươi hồng. Tất cả các con cháu và bạn bè đều mừng vui khôn xiết. Gia đình, họ hàng chúng con đều đã tin tưởng và thấy rõ pháp hộ niệm thực sự là đại cứu tinh cho người phàm phu thời mạt pháp, không thể nghĩ bàn. Có thể đưa một người từ địa vị phàm phu, từ địa ngục có thể được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Chúng con xin cúi đầu thành kính tri ân thầy và tất cả các chư vị. Nam mô A Di Đà Phật.